cửa đại hưng. Bệ hạ hôm nay không tiếp bất cứ ai, có việc gấp thì hãy đành chờ. Các ông nếu còn làm ồn ào trước cổng thành thì đừng trách ta. Đã thế ta phải thay đổi kế hoạch ngay. Mày đâu, mang bọn chúng đến đây. Trần Điện Suý đã thông báo, vậy ta xin cáo từ trước. Phải cáo từ đại nhân. Cáo từ. Các đại nhân hãy dừng bước, xin đừng về vội. Các ngài không cảm thấy lạ hay sao? Trần Điện Suý tại sao lại quyết không cho chúng ta vào thành? Nói không thiết triều mà chẳng nói lý do. Ngày hôm nay không mặc triều phục để lên triều mà vẫn áo giáp bên canh giữa cổng thành. Phải chăng có bí mật không thể để chúng ta biết? Ngài đang mưu tính gì sao? Hôm nay ta có chuyện quan trọng, nhất quyết cần bẩm báo bệ hạ. Cần các vị đại nhân có mặt chứng kiến. Mong các ngài nể mặt lão phu mà ở lại. Người ở lại cũng khá đông. Thành thế về ta thế này, để xem bọn các người dám làm gì. Giờ ta cứ gây sức ép trong lúc đợi người đến. Trần Thủ Độ, các người hôm nay tới số rồi, có dở trò thì cũng không thoát nổi đâu. Trần Điện Suy Tứ Quân, ngài nếu không mở cổng thành thì tất cả chúng ta sẽ chờ ở đây. Các người muốn tạo phản ư? Đừng có ngậm máu phun người. Người nếu không xưng rõ lý do đóng cổng thành thì bọn ta sẽ không về. Người một tay nắm hết binh điện tiền, ai biết được người tự tung tự tác thế nào? Được. Bọn cấp nhái các người ngông cuồng quá đấy. Nếu ta đoán không nhầm, lão già này đã biết việc Trần Cảnh và bệ hạ chơi đùa hôm qua. Các người tưởng nắm thóp được ta nên mới hùng hổ như thế à? Các người nghe đây, bệ hạ đã kết hôn với nhị lang của Trần Thái Quý. Vì ngày đại hỷ của bệ hạ, hiện giờ miễn thiết triều. Sao lại như vậy? Bệ hạ cưới nhị lang à? Cái gì? Sao có thể chuyện này? Đại nhân! Không rồi thôi đại nhân. Sau khi đêm qua bàn định kế hoạch, tiểu nhân đã ngay lập tức đi tập hợp binh lính, tờ mờ sáng nay chia ra bao vây phủ Trần Thừa và gia quyến Trần Thủ Độ, sau đó bất ngờ xông vào khống chế người. Thế nhưng bên trong phủ ngoài bọn hạ nhân thì Trần Thừa và vợ con gia quyến thân thuộc đều không thấy một ai. Cái gì? Đại nhân, việc lớn không thành, bây giờ phải làm sao đây? Các đại nhân, tại hạ có một kế này. Đại nhân cứ vạch tội Trần Cảnh giữa bá quan văn võ, đề phòng bọn chúng có ý đồ làm phản. Ta hãy bắt hết bọn Trần Thừa và anh em gia quyến Trần Thủ Độ là an quốc an hạ. Tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó ta nắm người của bọn chúng, Trần Thủ Độ phải thúc thủ chịu trói thôi. Ta đã biết khi cổng thành đóng là đã có sự bất thường. Ta nghe lời tên thất phu đó quả là ngu xuẩn. Giờ ta không nắm được người, cũng không còn có cớ để hoạch tội Trần Cảnh. Nó cưới bệ hạ nên quỳ lại nhau cũng là chuyện thường thôi. Ta giờ chẳng còn con bài nào trong tay, lại thành ra mắc tội xông vào phủ Thái Úy. Ta đã chậm một bước rồi. Nhưng bệ hạ cưới Trần Cảnh, làm sao nhanh thế được? Ta không tin. Hôm qua cũng là thần tử, sao hôm nay đã là phu tế? Người đang giở trò ma. Ta nhất định phải vào thành xác định việc này không phải là thật. Bình tĩnh. Hắn đã nói thế thì lấy cớ gì để vào thành? Ta phải tính cách khác. Bệ hạ tìm được đấng lang quân, quả là chuyện vui của cả Đại Việt. Xin chúc mừng ngài Điện Suy, cháu đại nhân thật
có phúc lớn. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Vậy xin định ngày vào châu để bá quan sớm được chúc mừng cho bệ hạ. Chuyện đó còn tùy thuộc vào ý chỉ của bệ hạ, ta không thể quyết định. Các ngài yên tâm, ngày vào châu ta sẽ cho người đến thông báo. Giờ ta khuyên các ngài nên trở về đi, đừng làm ồn ở đây mà ảnh hưởng đến bệ hạ. Các ngươi định suy đoán đường đi nước bước của ta ư? Hành động của ta các ngươi đừng có hòng biết nữa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong lúc này thì không một ai được vào thành, bởi vì trong cung đang sắp diễn ra một sự kiện bí mật. Đó là đám cưới của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, giữa hai đứa trẻ 8 tuổi